khi mèo bị rơi từ cao xuống thì chi trước và chi sau đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để chạm đất bước chân của mèo rất êm không có tiếng động ở dưới bàn chân nó có một đệm thịt rất phát triển vừa mềm mại lại đàn hồi khi mèo bước đi vuốt chân thu gọn trong đệm thịt nên không phát ra tiếng động khi nhảy từ cao xuống đệm cơ mềm mại của nó không bị chấn động của đất giúp cho con vật bình yên vô sự khi nhảy từ cao xuống cơ quan thăng bằng của tai trong bèn chuyển ngay cảm giác mất thăng bằng này đến não cùng ngoài ra cái đuôi dài của mèo cũng là cơ quan quan trọng để điều chỉnh thăng bằng cho cơ thể